not sure if you know this, but when we first met, I got so nervous, I couldn't speak. In that very moment, I found the one and my life had found its missing piece. So as long as I live, I love you, will have and hold you. You look so beautiful in white. And from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. What we have is timeless, my love is endless. And tôi với
mãi xanh tươi, suốt cuộc đời vẫn bên nhau như cầu với chầu. Ngày tháng đông đội tóc, ngày đôi guốc mọc mới, chiếc áo dài cài nhiều hoa xinh. Mừng em nhé hạnh phúc, mừng anh nhé hạnh phúc, đám cưới mình thật đẹp như mơ. Nhạc sập sình nhạc vui quá vui, tiệc cưới mừng uyên ương sánh đôi, lễ ra mắt chiếc nhẫn xinh kết duyên đôi mình. Cả hai họ đều tươi như hoa, thật rộn ràng là bao câu ca, lời ca chúc chúc cho hai người phúc trăm năm thắm duyên nồng, mãi bên nhau trao con đầy đàn. Rộn tiếng cười người vui quá vui, rượu thơm nồng nào ta uống say, một ly nữa chúc cho duyên tình mãi xanh tươi, suốt cuộc đời vẫn bên nhau như cầu với chầu. Ngày khăn đông đội tóc, ngày đôi guốc mọc mới, chiếc áo dài cài nhiều hoa xinh. Mừng em nhé hạnh phúc, mừng anh nhé hạnh phúc, đám cưới mình thật đẹp như mơ. Nhạc sập sình nhạc vui quá vui, tiệc cưới mừng uyên ương sánh đôi, lễ ra mắt tay trong tay, chiếc nhẫn xinh kết duyên đôi mình. Cả hai họ đều tươi như hoa, thật rộn ràng là bao câu ca, lời ca chúc chúc cho hai người phúc trăm năm thắm duyên nồng, mãi bên nhau trao con đầy đàn. Rộn tiếng cười người vui quá vui, rượu thơm nồng nào ta uống say, một ly nữa chúc cho duyên tình mãi xanh tươi, suốt cuộc đời vẫn bên nhau như cầu với chầu. Thật đẹp như mơ. Mùa xuân này anh sẽ cứ bỏ thời gian cách xa đợi chờ, chiều sang nhà bằng tim bao vui, theo kiều hoa có đôi phụ dê. Còn trong đời bạn bè dẫm tên, bạn ngoài xa đã xa thiệt rồi đâu còn. Mùa xuân này anh sẽ cưới em, lũ bạn xa chắc không được mời. Đường trên trời đây đó bóng phương, đưa đầu nó giữa đêm vượt xuôi. Nhờ mây trời rồi mình đưa tin, rằng mùa xuân đã nên vợ chồng đôi mình. Mùa thu còn đó, mùa đông thì chưa sang. Tình dâng ngút ngàn, anh
đến mùa đông rồi quá mau. Ngày vui đến gần như nhắc chơi vào sớm. Mùa xuân này ta sẽ có nhau trong ngày vui áo em màu hồng. Trên đồng lúa màu huy hoàng dịu dàng quê hương, vào đầu xuân chứa trang chuyện tình đôi mình. Mùa xuân này anh sẽ cưới em, bỏ thời gian cách xa đợi chờ. Chiều sang nhà vang tiếng pháo vui, bèo kiều hoa có đôi phù dê. Còn trong đời bạn bè dẫm tên, bạn ngoài xa đã xa thiệt rồi đâu còn. Mùa xuân này anh sẽ cưới em, lũ bạn xa chắc không được mời. Đường trên trời đây đó bóng thương, đưa đầu non giữa đêm vượt suối. Nhà mây trời rồi mình đưa tin, rằng mùa xuân đã nên vợ chồng đôi mình. Mùa thu còn đó, mùa đông thì chưa sang. Tình dâm ngút ngàn, anh lo gì thời gian. Mùa thu sẽ đến, mùa đông rồi quá mau. Ngày vui đến gần như nhắc chơi vào sớm. Mùa xuân này ta sẽ có nhau trong ngày vui áo em màu hồng. Màu hy vọng tô thắm áo anh, màu tình yêu ngắm trên đồng lúa. Màu huy hoàng dịu dàng quê hương, vào đầu xuân chứa trang chuyện tình đôi mình. Màu huy hoàng dịu dàng quê hương, vào đầu xuân chứa trang chuyện tình đôi mình. Hãy subscribe.
chưa có thờ còn ông các bà các bác anh các chị cùng toàn thể bạn bè thân quý thích quy luật tạo hóa sinh ra trai khôn thì tìm vợ gái lớn thì gả chồng trải qua thời gian tìm hiểu của hai cháu cháu Cường và cháu Mai được sự nhất trí của đôi bên gia đình và chính quyền Ủy ban nhân dân thị trấn Sơn Dương và Ủy ban nhân dân xã Sơn Nam ngày hôm nay ngày lành tháng tốt gia đình ông bà họ và ông bà họ đông có cho phép hai cháu được xây dựng nay là lễ chu quy của nhà chồng họ nhà trai chúng tôi hôm nay xuống đây cũng xin giới thiệu với họ nhà gái thành phần đi đón cháu dâu ở nhà thứ nhất tôi tên là Thiện là trưởng đoàn là chú của các cháu và bà Liên đây là cô của các cháu là phó đoàn đây là bà của các cháu hôm nay rất vinh dự là hôm nay là đây là bác Thịnh là bác của các cháu và đồng chí Hảo đây là chỉ huy trưởng của các cháu ở đây này. Của Lâm chọn đến một tháng chọn đến một ngày chọn đến một giờ. Giờ này đã là giờ đẹp. Tôi xin phép các cô, họ nhà trai chúng tôi có cưới chầu để họ nhà gái kính cáo ra thiên địa tổ. Xin ra mời các cụ cử người lên để nhận chầu ạ. Trước khi phát biểu, xin nhắc được giới thiệu sơ bộ cái đội hình của nhà trai nhà gái. Đây là ông trẻ thôi, ông trẻ các cháu. Vâng. Rồi một người các bé. Và có tất cả các gì, những người các cậu các mợ, các thành phần trong gia đình có đủ để như vậy là được hôn nhân đây đồng thời cũng là đưa cháu để xin báo cáo để như vậy là họ nhà nha. Xin kính thưa các cụ, các bà, các bác, anh các chị cùng toàn thể các bạn thanh niên nam nữ của hai họ. Thì cũng như ý kiến của ông Hoàng Đại Trai trải qua một thời kỳ tìm hiểu xây dựng hạnh phúc trăm năm của hai cháu Mai và Cường được sự tác thành của hai gia đình và hai họ cũng như được sự nhất trí của chính quyền địa phương và cơ quan các cháu công tác như hôm nay ngày này rất tốt gia đình trẻ trai tổ chức lễ thường cái lễ để đến như vậy là hỏi và để đến như vậy là xin cháu Mai về làm cơ quan gia đình thì cho phép tôi thay mặt cho gia đình nhà gái xin nhận lễ và đồng thời tiến hành công tác chuẩn bị để như là họ nhà trai đưa cháu về nhà chồng đúng với thời lượng hai bên đã thống nhất. Một ngày chọn đến một giờ. Giờ này đó là giờ đẹp. Xin phép các cô, các bà, các bác, các anh các chị cùng toàn thể bạn bè thân quý khách cho phép chú rể được vào đón cô dâu ra để trình ai họ. Các cụ nhất trí cho xin chào các bạn nhé.
Một năm thì chọn đến một tháng thì chọn đến một ngày chọn đến một giờ. Giờ này đó là giờ Thanh Long Hòa Đạo. Xin phép các cụ, các ông, các bà, các bác, hay các chị, toàn thể bạn bè quốc dân quý khách cho phép chú rể được đón cô dâu về nhà hôm nay để vui quy của cháu. Này xin phép các cụ do đoàn họ nhà trai chúng tôi không biết nói gì hơn hết kính chúc các cụ, các ông, các bà, các anh, các chị, các bạn bè, các bạn bè, các bạn bè, các khách một năm mới mạnh khỏe, an khang, thịnh vượng, hạnh phúc ạ. Xin các cụ cháu tay nhá và cho biết đón cháu về nhà tôi nhá. Vâng ạ. Kính thưa công các bà, kính thưa quan viên hai họ, trong quá trình tìm hiểu yêu đương của cháu Cường và cháu Mai, thực sự đã chín mùi và đi đến hứa hẹn một tương lai tươi sáng. Được sự công nhận của pháp luật, sự đồng ý hai gia đình và bạn bè của hai đơn vị, hôm nay 17 tháng 3 năm 2013, tức ngày 6 tháng 2 năm Quý Tỵ, hai gia đình chúng ta tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu Mạnh Cường và Thanh Mai. Và đến giờ phút này,
hai họ chúng ta đã đưa hai cháu đưa đón cháu dâu từ Sơn Nam trở về tổ nhân Tân An trong giờ phút thiêng liêng và đầy ý nghĩa này. Tôi xin được trân trọng giới thiệu ông trưởng đoàn nhà trai báo cáo toàn bộ kết quả trong quá trình đi đón cháu từ Sơn Nam trở về tổ nhân Tân An và tới gia đình trong giờ phút thiêng liêng này. Xin kính mời ông. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, các bác, các anh, các chị cùng toàn thể bạn bè tân quý khách, lời đầu tiên thay mặt cho trưởng đoàn của họ nhà trai xin kính chúc các cụ, các ông, các bà, các bác, các anh, các chị mạnh khỏe, an khang, thịnh vượng. Xin một tràng pháo tay đi ạ. Tôi hôm nay nhận nhiệm vụ của gia đình ông bà Thọ Bình đi đón cháu Mai về cho ông bà. Trên đường chúng tôi đi an toàn tuyệt đối. Đấy là một cái rất vinh dự chúng tôi. Với tấm lòng thịnh tịnh của họ nhà gái đón tiếp chúng tôi được giờ, chúng tôi xin dâu ta về giờ này đã an toàn tuyệt đối, không biết nói gì hơn hết. Xin kính chúc các cô, các ông, các bà, các bác, anh chị cùng toàn thể bạn bè tân quý khách mạnh khỏe, an khang, thịnh vượng và giao cho ban tổ chức để chuẩn bị giờ cho cháu nhập phòng ạ. Kính mời ông trưởng đoàn họ nhà gái có đôi lời phát biểu trong ngày vui hôm nay của hai cháu. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, các bác, anh, các chị cùng toàn thể các bạn thanh niên nam nữ của hai họ. Trải qua một thời gian tìm hiểu xây dựng hạnh phúc trăm năm của hai cháu Mai và Cường, được sự tác thành của gia đình hai bên và hai họ, được sự nhất trí của chính quyền địa phương sở tại nơi các cháu sinh sống và được sự quan tâm giúp đỡ của cơ quan các cháu công tác, hôm nay ngày lành tháng tốt, hai gia đình tiến hành tổ chức lễ hôn nhân cho hai cháu. Cho phép tôi thay mặt cho gia đình nhà gái gửi tới toàn bộ hội hôn và các cụ, công, các bà, các anh, các chị cùng các bạn thanh niên nữ lời chúc sức khỏe. Xin hội hôn cho chàng pháo tay. Kính thưa các cụ, công, các bà, các bác, anh, các chị cùng toàn thể các bạn thanh niên nam nữ, được sự ủy quyền của ông bà, ông ngoại và họ nhà gái, tôi là chú của cháu đưa cháu về nhà chồng. Thế trước khi bàn giao cô dâu thì cũng có xin một đố lời như sau. Báo cáo các cụ, cháu cũng được học hành tương đối tử tế, xong trải nghiệm cuộc đời cũng như va vấp sự đời cũng còn nhiều hạn chế. Vậy mong rằng các cụ, công, các bà, các bác, anh, các chị trong họ nhà gái sẽ tiếp tục giáo dưỡng cho các cháu trưởng thành sau xứng với lời các cụ đã từng dặn, dâu hiền để thảo, để cho bố mẹ hai bên được tốt đẹp và phấn khởi với các cháu. Mong rằng các cháu phấn đấu làm sao để nhớ được cái công lao, công ơn của cha mẹ cũng như của tổ chức, của cơ quan đã tạo điều kiện cho mình có ngày hạnh phúc rất là tốt đẹp ngày hôm nay. Vậy cuối cùng cho tôi xin phép một lần nữa chúc các cụ, công, các bà, các bác, anh, các chị toàn thể hôi nồng hạnh phúc. Xin cảm ơn. Vâng, qua lời phát biểu rất ngắn gọn của ông trưởng đoàn nhà gái, thay mặt cho gia đình và ban tổ chức, một nữa xin được kính chúc sức khỏe tới toàn thể các cụ, công, các bà, anh, các chị và họ nhà gái luôn luôn có một sức khỏe dồi dào, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng. Và tiếp nối chương trình, xin phép các cụ, công, các bà được cho hai cháu ra mắt hai họ và sẽ công cha nghĩa mẹ và tình anh em. Thì bố mẹ và các chị các anh có một chút quà gửi tặng hai em để làm vốn trong ngày vui trong đón hai. Vậy xin hai cháu lên trên này. Thank you.
Vâng, hai cháu đều là cán bộ công chức của nhà nước. Cháu Cường đang làm cán bộ của Ban Chính trị huyện Sơn Dương, và cháu Mai cũng là giáo viên của trường phổ thông cơ sở Chi Thiết. Và trong ngày vui hôm nay rất được vinh dự và niềm vui rất to lớn đối với gia đình, đó là sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo chỉ huy Ban Chính trị huyện. Sau đây tôi xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Hảo là chính trị viên Ban Chính trị huyện, có một đôi lời phát biểu căn dặn hai cháu trong quá trình xây dựng hạnh phúc gia đình và công tác. Xin kính mời đồng chí Hảo. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, các bác, các anh, các chị và hai họ, hôm nay rất là vui và phấn khởi. Đôi bạn trẻ Cường và Mai đã xây dựng hạnh phúc trăm năm, thì thay mặt cho Đảng ủy Ban Chỉ huy Quân sự huyện thì chúng tôi rất là phấn khởi vì hạnh phúc của hai bạn trẻ, và cũng mong muốn là hai bạn trẻ sẽ phấn đấu tích cực học tập rèn luyện để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Xin trân trọng cảm ơn. Vâng, sau đây là xin phép các cụ, các ông, các bà và toàn thể hai họ chúng ta sẽ cho hai cháu đi vào gọi là nhập phong.
gió cũng hát lao sao cùng đàn em trong vườn xuân. Anh sẽ cưới em, bỏ thời gian cách xa đợi chờ. Mây trời là thân mây, hạnh phúc trăm năm như cha mẹ. Còn trong đời bạn bè dắm tên, bạn ngoài xa đã xa thiệt rồi đâu còn. Mùa xuân này anh sẽ cưới em, lũ bạn xa chắc không được mời. Đường trên trời đây đó bóng thương, đưa đầu nó giữa đêm vượt xuôi. Nhờ mây trời rồi mình đưa tin, rằng mùa xuân đã nên vợ chồng đôi mình. Mùa thu còn đó, mùa đông thì chưa sang. Tình dâng ngút ngàn, anh lo gì thời gian. Mùa thu sẽ đến, mùa đông rồi qua mau. Ngày vui đến gần, như nhắc chơi vào xuân. Mùa xuân này ta sẽ có nhau, trong ngày vui áo em màu hồng. Màu hy vọng tô thắm áo anh, màu tình yêu ngắm trên đồng lúa. Màu huy hoàng dịu dàng quê hương, vào đầu xuân chứa trang chuyện tình đôi mình. Xuân này anh sẽ cưới em, bỏ thời gian cách xa đợi chờ. Chiều sang nhà vang tiếng pháo vui, bèo kiều hoa có đôi phù dê. Còn trong đời bạn bè dắm tên, bạn ngoài xa đã xa thiệt rồi đâu còn. Mùa xuân này anh sẽ cưới em, lũ bạn xa chắc không được mời. Đường trên trời đây đó bóng thương, đưa đầu non giữa đêm vượt xuôi. Nhờ mây trời rồi mình đưa tin, rằng mùa xuân đã nên vợ chồng đôi mình. Mùa thu còn đó, mùa đông thì chưa sang. Tình dâng ngút ngàn, anh lo gì thời gian. Mùa thu sẽ đến, mùa đông rồi qua mau. Ngày vui đến gần, như nhắc chơi vào xuân. Mùa xuân này ta sẽ có nhau, trong ngày vui áo em màu hồng. Màu hy vọng tô thắm áo anh, màu tình yêu ngắm trên đồng lúa. Màu huy hoàng dịu dàng quê hương, vào đầu xuân chứa trang chuyện tình đôi mình. Màu huy hoàng dịu dàng quê hương, vào đầu xuân chứa trang chuyện tình đôi mình.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.